Vì sao Nga cho nổ thủy điện Kakhovka, một tính toán sai lầm? Xe tăng M1 Abrams đang hướng tới mặt trận Ukraine bất chấp tuyên bố từ Nga. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một phân tích của đài ABC của Ukraine về vụ nổ đập thủy điện Kakhovka. ABC cho rằng quân Nga trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine đã cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson. Theo ABC, quân Nga đã tính toán sai và vụ nổ đập đã làm ngập tuyến phòng thủ của chính họ. Kim Chi kính chào quý vị đang theo dõi bản tin quân sự ngày 15 tháng 6 của DKN. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Vì sao Nga cho nổ thủy điện cao khốc ca? Một tính toán sai lầm. Đài ABC của Ukraine đã tìm cách phân tích lý do Nga quyết định cho nổ đập và liệu việc này sẽ ảnh hưởng đến chiến trường như thế nào. Phản ứng trước vụ nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc phá hủy đập cao khốc ca một lần nữa cho thế giới thấy quân Nga phải bị đánh đuổi hoàn toàn ra khỏi Ukraine và chỉ một chiến thắng quân sự cho Ukraine mới mang lại hòa bình. Tình báo Ukraine cho rằng người Nga đã có chủ ý lợi dụng nhà máy thủy điện ngay sau khi chiếm được vào tháng 4 năm 2022. Họ đã gài sẵn chất nổ trong đó. Emre Yusof, đại diện tình báo Ukraine cho biết vụ nổ đêm ngày 6 tháng 6 được thực hiện từ xa. Ông Yusof nói, nếu chúng ta nói về cơ sở bằng chứng thì nó có tồn tại và hiện đang được thu thập. Có rất nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cho thấy không chỉ quân Nga đồn trú, mà cả giới lãnh đạo chính trị, quân sự trực tiếp đứng sau vụ phá hủy đập thủy điện. Alexei Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia NSDC cho biết, chắc chắn rằng con đập đã bị nổ tung theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ý kiến của ông, mệnh lệnh cho một cuộc tấn công khủng bố như vậy chỉ có thể đến từ văn phòng ở Điện Kremlin. Phía Ukraine cũng nêu tên những đơn vị liên quan trực tiếp, sơ bộ sẽ là lữ đoàn súng trường cơ giới, riêng biệt thứ 205 của quân Nga, đứng sau vụ tấn công. Trở lại vào tháng 10, trên kênh Telegram của lữ đoàn họ đã viết rằng con đập rất có thể sẽ bị nổ tung trong trường hợp quân Ukraine tiến công cấp tập cần lưu ý rằng nhà máy thủy điện đã bị chân nổ tung dựa trên những thông tin từ bộ quốc phòng nga lo lắng về một cuộc tấn công của Ukraine trong khi Kyiv phủ nhận về một cuộc tấn công họ chỉ nói về những cuộc tấn công cục bộ ở khu vực Bakhmut thuộc vùng Donetsk thảm họa đã gây ra một cú sốc lớn ở phương tây nhưng không phải tất cả các đồng minh của Ukraine đều nhanh chóng đưa ra những tuyên bố gai gắt. Ví dụ, Ngoại trưởng Anh James Calabari đã đổ lỗi cho Nga với lời cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào về các chi tiết. Thủ tướng Rishi Sunak nói rằng các cơ quan mật vụ của ông đang xem xét chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden cứng từ chối bình luận. Ông chỉ giới hạn cho những lời ủng hộ và lời hứa giúp Ukraine đối phó với hậu quả. Mặc dù thư ký báo chí tòa bạch ốc Karen Jean-Pierre đã nói rõ ràng trách nhiệm thuộc về Nga, Bà nói, con đập nằm dưới sự kiểm soát của Nga và họ phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá do cuộc chiến này gây ra. Nếu Nga không xâm chiếm Ukraine thì thảm kịch đã không xảy ra. Alexei Danilov cho rằng phản ứng kiềm chế của một số đối tác là do hành động này thuộc chế ước của Công ước Geneva và luật pháp quốc tế. Vì vậy, một số nước muốn nghiên cứu kỹ. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tin rằng phản ứng của cộng đồng thế giới sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa và kết quả là thế giới văn minh sẽ đứng về phía Ukraine. Lập trường dày dặt ở phương Tây có thể đã bị ảnh hưởng bởi cách đưa tin về vụ nổ đập trên các phương tiện truyền thông thế giới. Nhiều ấn phẩm có thẩm quyền đã tiếp cận vấn đề này một cách dè dặt. Ví dụ, Reuters và New York Times đã không đặt vấn đề về việc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trong các báo cáo của họ. Tribune của Đức lần đầu tiên đăng tin với tiêu đề người Nga đã cho nổ tung một con đập khổng lồ ở Ukraine nhưng sau một thời gian, phần đổ trách nhiệm cho Nga đã biến mất. Hầu hết các ấn phẩm đều tránh ngôn ngữ gay gắt, thay vào đó họ viết về những cáo buộc lẫn nhau giữa Nga và Ukraine. Cách tiếp cận báo cáo tin tức này đã khiến Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba phẫn nộ. Ông viết trên Twitter, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau về việc đập cao khúc ca bị phá hủy. Họ đặt sự thật và tuyên truyền ngang hàng nhau Ukraine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và môi trường nghiêm trọng. Bỏ qua sự thật này là đã làm mọi thứ không rõ ràng. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã nhìn thấy dấu vết của Nga trong việc này. Theo ý kiến của bà, tất cả các ấn phẩm trên báo chí phương Tây chỉ ra lý do phía Ukraine có thể đã tấn công đều là những bài báo do điện Kremlin chi trả. Bà nói, đây là một chiến thuật thông tin phổ biến của Nga. Họ luôn phạm tội và cố gắng lôi kéo chúng tôi với tư cách đồng phạm. Đây không phải là lần đầu tiên. Bà Malia cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Điện Kremlin đã thúc đẩy các câu chuyện của mình và sẵn sàng đầu tư vào những quốc gia đồng ý với quan điểm của họ. Do vụ nổ nhà máy thủy điện Kakhovka, một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được triệu tập. Như Bộ trưởng Dmitry Kuleba đã lưu ý, Nga muốn ngăn chặn nhưng không thành công. Đặc phái viên Nga Vasily Nebenzia đã cáo buộc Ukraine cho nổ tung nhà máy điện. Nhà ngoại giao Nga nói, chế độ Kiev đã phạm một tội ác không thể tưởng tượng, cho nổ tung đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, gây ra việc xả nước không kiểm soát xuống hạ lưu sông Dnipro. Đại diện thường trực Ukraine Serhiy Kislytsa đã phản ứng bằng cách cáo buộc Moscow sử dụng chiến thuật phá hoại hay trong trường hợp này là chiến thuật lũ lụt. Theo ông, có rất ít khả năng một quốc gia từng phủ nhận tội ác chiến tranh của mình ở Mariupol và Bucha sẽ chịu trách nhiệm về một thảm họa mới do con người gây ra. Kilicia nói, vụ nổ nhà máy thủy điện đã trở thành một ví dụ khác về nạn diệt chủng đối với người Ukraine. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffith thừa nhận những hậu quả thảm khốc nghiêm trọng và sâu rộng đối với hàng trăm nghìn người Ukraine, nhưng mức độ sẽ chưa rõ ràng cho đến vài ngày sau. Cùng ngài ông Zelensky đã khiển trách Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ vì đã không hành động. Theo ý kiến của ông, lẽ ra các tổ chức này phải là những người đầu tiên có mặt tại chỗ và cứu người. Nhưng Ukraine đã không nhận được phản hồi về yêu cầu giúp đỡ. Đến nay, họ đã có một thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc về việc sơ tán người dân khỏi phần tả ngạn bị chiếm đóng của vùng Kherson. Các nhóm tương ứng sẽ được thành lập ở Kherson và Zarochia nhưng họ sẽ chỉ bắt đầu hoạt động sau khi được người nga đảm bảo an ninh. abc phân tích về việc tại sao người nga cho nổ nhà máy thủy điện ca Theo abc, rõ ràng nhất là quân nga không biết cuộc phản công của ukraine sẽ bắt đầu vào thời điểm nào và đang cố gắng phá vỡ nó. Theo thứ trưởng bộ quốc phòng Anna Malia, người nga muốn ngăn chặn và chuyển hướng chú ý khỏi các sự kiện ở khu vực Belgorod, nhưng nó đã có tác dụng ngược. Ông Zelensky Tin rằng con đập bị phá hủy có mục đích thứ nhất là để tống tiền thế giới, thứ hai là sử dụng nước để làm vũ khí. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận thấy lợi ích, tác dụng của quân Nga trong việc làm ngập các vùng hạ lưu của Nipper. Đặc biệt, việc mở rộng vùng ngập lụt sẽ ngăn quân Ukraine phản công. Một số cảnh quay được công bố cho thấy một số vị trí của quân Ukraine gần sông đã bị ngập lụt và quân đội buộc phải rút lui. Chuyên gia quân sự, chính trị của nhóm kháng chiến thông tin Alexander Kovalenko đồng ý rằng quân Nga ở vùng Kherson sợ lực lượng Ukraine có thể tấn công Dnieper, nhưng có thể có những mục tiêu khác. Ông nói trong một bài bình luận của ABC Ukraine, họ đã kích động một thảm họa quy mô lớn như vậy để chuyển hướng các nguồn lực của Ukraine sang giải quyết các vấn đề nhân đạo. Vì vậy, họ muốn làm chậm quá trình chuẩn bị cho một cuộc phản công. Chuyên gia quân sự Vladislav Zelensky nói. Có vẻ như người Nga đang cố gắng tránh ngay cả những rủi ro hão huyền liên quan đến cuộc phản công của Ukraine. Và đó là lý do tại sao họ lại thực hiện một hành động táo bạo như vậy. Rõ ràng là nước cũng đã tràn ngập các chiến hào và hệ thống phòng thủ của chính quân Nga, vốn phải được xây dựng trong vài tháng. Bây giờ họ cần thời gian để khôi phục lại. Chuyên gia Alexei Gessman nói về một mục tiêu khả dĩ khác. Người nga hiểu rằng họ sẽ không thể ngăn chặn bước tiến ở phía nam và đã tìm mọi cách để trốn thoát. Angerman nói thêm, mục tiêu chính xác là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Họ có thể chúng ta sẽ không tìm ra. Nhìn chung sự khác biệt là gì? Đây là một hành động khủng bố và hoại một con đập theo các tài liệu quy phạm của Liên Hiệp Quốc, tương đương với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các chuyên gia được ABC Ukraine phỏng vấn không loại trừ khả năng người Nga đã chuẩn bị phá hoại nhà máy thủy điện Cao Khúc Ca từ lâu. Nhưng trên thực tế đã xảy ra sự cố. Phát biểu ủng hộ phiên bản của cuộc tấn công khủng bố đã lên kế hoạch, gây nhiều thông tin liên lạc trong khu vực của nhà máy và bãi bỏ các cuộc điều tra tại các đối tượng nguy hiểm chỉ về ngày trước thảm họa. Theo người đứng đầu trung tâm báo chí, điều phối chung của lực lượng phòng vệ phía Nam, Natalia Gumenuk, ở một số khu vực, họ đã phải rút lui 5-15 km và theo tổng kết của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở một số đơn vị có tổn thất về người và trang bị. Các nhà phân tích của IW lý ý rằng thành phố Oleski, Holapraestan và Nipro gần như bị ngập hoàn toàn ở bờ trái. Nước lớn phá hủy nghiêm trọng các công sự của quân đội Nga và nó đã mất đi tuyến phòng thủ đầu tiên. Có lẽ những người chiếm đóng đã rời đi ít nhất là Oleski và Holapraestan. Ngoài ra các bãi mình của Nga đã bị nước cuốn trôi. Theo CNN, có những nhân chứng về việc người Nga đã bị ngập lụt như thế nào. Theo sĩ quan Ukraine, Andrei Bilisny, nhiều binh sĩ Nga đã chết vì quá hoảng loạn, không ai trốn thoát được vào ban đêm và tất cả các trương đoàn của phía Nga đều ở dưới nước. Chuyên gia Alexander Kovalenko khẳng định, người Nga đã lên kế hoạch cho một vụ nổ từ lâu. Họ đang chuẩn bị thực hiện nó khi họ tháo chạy. Có lẽ họ đang chuẩn bị một thứ gì đó ít hoành tráng hơn, nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch. Bây giờ cho đến khi nước rút, quân địch sẽ rút lui chỉ những người có thể phòng thủ trước một cuộc đổ bộ có thể xảy ra. Vẫn còn khó để nói về việc hệ thống phòng thủ của Nga ở bờ trái sẽ như thế nào. Chuyên gia Alexei Hetman tin rằng giọt nước tràn ly sẽ giúp Nga cầm cự trước quân đội Ukraine. Ông Hetman nói, nhưng vì một số lý do, đối với tôi dường như người Nga đã nhầm lẫn, rằng chúng tôi đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công của mình ở đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo bộ chỉ huy ukraine đang chuẩn bị cho thực tế là nga vẫn sẽ quyết định phá hủy nhà máy thủy điện tư lệnh lực lượng liên quân ukraine sergei naev đã tuyên bố tất cả các tính toán đều được thực hiện và tất cả các lựa chọn đều được tính đến ông naev nói và theo đó nó sẽ không gây hại cho cuộc tấn công của chúng tôi ở những khu vực có nước tràn vào hơn nữa sự sẵn sàng không chỉ về mặt quân sự theo Tổng thống Zelensky, những rủi ro đã được biết đến từ đầu năm ngoái. Vì vậy, các đội cứu hộ đã được thành lập từ trước. Trong thời gian chờ đợi, có tới 80 khu định cư sẽ bị ngập lụt và các vấn đề về nước uống có thể xảy ra ở các vùng Kherson, Zaporizhia và Dnipro. Chuyên gia quân sự Selesnev dự đoán rằng do sự cố tràn nước sẽ có ít cuộc tấn công bằng súng cối hơn vì tầm bắn hiệu quả của chúng chỉ giới hạn ở 6 km. Tuy nhiên, pháo binh Nga đã không đi đâu và tiếp tục hoạt động ở Kherson và các vùng ngoại ô. Ngoài lực lượng tiền tuyến, các lực lượng còn lại không bị ảnh hưởng bởi nước. Đồng thời, ông chú đến việc người Nga đang chuẩn bị các công trình phòng thủ gần Crimea hơn. Có lẽ bởi Nga lo sợ sự tiến công của Ukraine về phía nam từ vùng Zabrochia. Và mặc dù có bãi mìn và một số lượng lớn chiến hào, nhưng điều này khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phản công của Kyiv. Có một điều rõ ràng, quân Nga đã thất bại trong việc đánh chiếm Ukraine một cách bất ngờ và họ biết cách tiến hành chính xác như thế nào các chuyên gia quân sự rất khó trả lời nhưng chắc chắn không phải theo phương án mà nhà máy thủy điện Kakhovka vẫn được giữ nguyên xe tăng M1 Abrams đang hướng tới mặt trận Ukraine bất chấp tuyên bố từ nga thưa quý vị đầu năm nay Mỹ và một số đồng minh NATO đã cam kết cung cấp cho Kyiv các xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến với sự chuẩn bị huấn luyện sử dụng xe tăng M1 abrams ở Đức. Điều này chắc chắn sẽ tăng cường khả năng phản công của quân đội Ukraine. Ngoài abrams, những chiếc Challenger của Anh và Leopard 2 của Đức dự kiến sẽ dẫn đầu quân đoàn thiết giáp của ký. Tòa Bạch Ốc ngần ngại giao các biến thể abrams mới hơn cho Ukraine vì thời gian sản xuất sẽ kéo dài. Thay vào đó, Mỹ đồng ý chuyển giao các biến thể M1, A1 đã được tân trang lại. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, trong vài tuần qua, khoảng 250 binh sĩ Ukraine đã đến Đức để huấn luyện sử dụng xe tăng. Xe tăng E1 Abram dự kiến sẽ đến Kíp vào mùa thu. Những người lái xe tăng của Ukraine trước tiên sẽ học cách vận hành Abram, cách bảo dưỡng và điều khiển chúng trong một cuộc chiến vũ trang tổng hợp. Sự xuất hiện của Abram sẽ không đánh dấu sự chuyển giao phương tiện đầu tiên do Mỹ cung cấp. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã vận chuyển xe chiến đấu Bradley và Stryker tới Ukraine. Tổng quan ngắn gọn về xe tăng Abrams M1 Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba M1 Abrams đã đóng góp 4 thập niên phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ mà không bị thay thế. Tập đoàn Quốc phòng Mỹ General Dynamics đã phát triển phương tiện này để thay thế xe tăng M60 Patton. Trong khi một số biến thể của Abrams đã xuất hiện trong những năm qua, phiên bản đầu tiên mang một đặc điểm khiến nó khác biệt với các xe tăng khác đó là lớp giáp chấp hàm một vật liệu khiến quân địch khó có thể xuyên thủng xe tăng. Ngoài lớp dày, Abrams còn trang bị pháo chính 120mm, khả năng xuyên giáp, động cơ tua bin 1.500 mã lực và hệ thống theo dõi tiên tiến. kể từ khi Abrams được phát triển trong thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ ban đầu được huấn luyện với các đối tác NATO để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm ẩn với Liên Xô cũ và các đồng minh trong Hiệp ước Warsaw. Tuy nhiên, Liên Xô đã sụp đổ và Abram đã triển khai lần đầu tiên ở Trung Đông. Gần đây hơn, xe tăng Abram đã được sử dụng trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003, thực hiện các cuộc chạy sấm xét để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Iraq. M1A1 Abram sẽ hoạt động như thế nào ở Ukraine? Trong những tháng gần đây, các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã nhấn mạnh rằng những chiếc xe tăng chiến đấu chuyển lực cổ lỗ thời Liên Xô của họ đã hạ gục xe tăng Ukraine, kể cả xe tăng phương Tây. Vài ngày trước, Moscow đã công bố đoạn phim tuyên bố cho thấy một chiếc xe tăng Leopard 2 bị phá hủy. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã xác định rằng những chiếc xe chìm trong biển lửa thực chất là máy kéo John Deere của Mỹ chứ không phải xe tăng chiến đấu của Đức. Có lẽ các lực lượng Nga sẽ tiêu diệt một số xe tăng Abrams khi chiến tranh tiếp diễn. Nhưng những chiếc xe tăng phương Tây này chắc chắn vượt trội so với bất kỳ thứ gì trong kho vũ khí của Nga và rất có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Thưa quý vị, mục tin quân sự của DKN đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.